Xin chào anh em, chúc bác quan tâm đến kênh đi qua Tuấn Huynh nha. Hôm nay giới thiệu đến em 8 combo kèm ha. Thì ở đây có rất là nhiều combo đẹp ha, tùy theo giá thì nó sẽ chất lượng nó kèm theo nha. Anh em vui lòng cứ xem thật kỹ ha, để lựa được cái bộ mình yêu thích nha. Và trước khi vào video thì anh em yêu thích kênh thì dành ra vài phút để anh em là chưa đăng ký bấm đăng ký và bấm chuông nha, và để lại một like cho video nó thêm phần hứng khởi ha. Rất là cảm ơn anh em nha. Rồi ok, thì mình sẽ giới thiệu cái bộ đầu tiên ha. Ở bộ đầu tiên thì nó gồm có 4 cây ha, 4 cây giá nó chỉ 200 ngàn thôi nha. Thì ở đây 4 cây thì có cây này là mới nhất, nhưng mà cây này thì mình chắc mình không phải nghĩ nữa mà mình nói thẳng là cái này không phải là Nhật Bản ha, mình đoán gần như 99% vậy ha. Đó, thì thường là Thái Lan, Đài Loan hoặc là Trung Quốc thôi ha. Ok, nhưng mà chất lượng mức độ hoàn thiện nó ở mức rất là khá nha, mình sẽ test thử ha. Cái gì nó còn rất là mới luôn, cái form nhọn mà cong như vậy thì nó sẽ khá là hiếm so với form nhọn thường ha. Cắt thì rất là ngọt ha, răng thì cũng còn rất là mới luôn. Đó. Ok. Đó, cây số 2, số 3 là cây kìm cắt với cây kìm xéo ha. Lần này thì nó cũng có thương hiệu ha. Có điều thì anh em thấy ha, bề ngoài nó thì nó cũng không còn bắt mắt nữa nha. Nhưng mà cây này size nhỏ nha, tầm 12-13cm thôi. Cây này của Mary ha, cái này Mary thì quen thuộc rồi. Cắt thì chủ yếu là dùng để cắt mấy cái dây nhỏ nhỏ như vậy ha. Đó thì nó cắt rất là ok. Thép thì anh em là biết Mary rồi ha, thép cực kỳ tốt ha. Cây kìm tuốt cái này nó có cái logo hình khá đẹp ở đây nhưng mà không có tên đây ha. Mình đó, nó có hai lỗ tuốt luôn ha. Test cắt thử coi nha. Cắt thì khá là ngọt ha. Không phải khá nữa mà rất ngọt luôn. Tuốt thử cái ha. Mấy cái kèm có lỗ tuốt như vậy thì nó rất là tiện cho anh em làm vừa cắt vừa tuốt rất là nhanh ha. Ok, size đó cũng tầm 12-13cm thôi. Và một cây có cái chữ DIY đây luôn ha, CB150 là size 150 á, nó có dấu zip đây nha. Cây này thì đẹp gần như là hoàn chỉnh ha. Đó. Từ đặc biệt là hàng chất lượng cao của Nhật nha. Đó, anh em thấy ha. Từ tay nắm cho tới mép tới răng luôn, nói chung không chê chỗ nào được hết. Chỉ có một điều á là anh em thấy nó hơi cái mặt á, nó hơi bị có một cái dấu đóng đó, cho nên nó sẽ làm cho cái này nó hơi xích tí nhá. Anh em về phải sử dụng thêm thời gian thì nó sẽ ok thôi. Đó, anh em thấy ha, cực kỳ đẹp luôn. Cái kim điện mà nếu đẹp vậy thì nó cũng rất là giá trị ha, đặc biệt là hàng chất lượng cao của Nhật luôn. Nó có sẵn chữ DIY luôn ha, anh em nào thích DIY thì sẽ rất là hợp ha. Ok, DIY thực ra là do it yourself thôi, là tự làm ha, tự anh em mình làm cái món gì đó ha. Ok, rồi cây số 4 của bộ 1 nha. À, mình quay cái này thì quay cái chất lượng nó tương đối cao cho nên nó sẽ hơi tốn lượng ha. Bởi vì mình quay buổi tối mình quay cái này thì nó hơi tốn lượng, nên có lẽ thì 8 bộ này mình sẽ chia làm hai phần nha. Ok, rồi tới cái bộ số 2 thì giá nó rất là mềm ha, anh em thấy nó chỉ có 220 ngàn thôi. Đó, mà size thì cực kỳ lớn, cực kỳ khủng luôn ha. Chất lượng của nó thì anh em xem kỹ nha, nếu khi nhận mình hài lòng ha. Em sẽ giới thiệu cái đầu tiên trước nha. Cái này là của Sikri ha, Sikri. Siki. À, cái này thì tầm 18 đến 18.5 đến 18.5 cm nha, mình đo chính xác luôn. Rồi 18.5 ha. Cái này thì cái vỏ bọc thì anh em thấy nó không được đẹp ha, nhưng mà cái mép với răng nó như mới luôn nha. Này mình cũng có xịt RB7 rồi ha, do đợt này mình lên nhiều cho nên anh em thông cảm nha. Về xài tí nữa là nó sẽ trơn ha, nó cũng mềm rồi. Đây, cắt thử cho anh em nha. Cây này size rất là lớn, size lớn hơn bộ 1 rất nhiều nha.
Anh em cắt rồi, anh em thấy cái độ ngọt của nó rồi ha, răng luôn ha. Đó. Rồi cái số 2, kìm nhọn của kia tô tun nha. Đó. Bên ngoài cái này thì cũng không có được đẹp lắm ha, nhưng mà mình thấy cái răng nó còn ok nè, kìm nhọn cái răng thì nó khá là quan trọng ha. Đó. Rồi cắt thử nha, thấy được cái độ bén của nó không ha. Rồi ok, cây số 3 là một cây kèm xéo nha. Cây này thì nếu mà anh em cầm gần anh em sẽ thấy có cái chữ, có một số chữ ở đây ha, nhưng mà mình nó hơi mờ thì mình nghĩ hàng này nó cũng không có phải là hàng quá tên tuổi nha. Đó thì nó có hai cái lỗ tuốt ở đây, đó, một lỗ nhỏ một lỗ lớn, nhưng mà cái lỗ lớn này nó bị lỗi rồi nha, thì cái lỗ lớn nó bị lỗi thôi, chứ còn mình thử cắt thử ha, thậm chí mình cắt cái dây tiết diện lớn luôn nha. Đó, vẫn cắt ok ha, không vấn đề gì hết. Rồi rồi size này là phải 16.5 cm nha anh em. Và một cái kèm cắt của Mary, cái này thì mình rất là tiếc ha, cái này kìm cắt, nhưng mà anh em để mình so sánh cho anh em thấy nha. Lấy một cây cùng kích thước ha. Đó. Tầm tầm cái này 16.5, cái này chắc là tầm 17-18. Đó thì anh em thấy ha. Thì kích thước nó không có lớn hơn nhiều, nó không dài hơn nhiều, nhưng mà cái mặt cắt của nó rất là lớn ha. Lớn phải gấp rưỡi ha, so với cái form bình thường nha. Thì nó cho cái lực cắt nó lớn hơn và nó bền hơn ha. Nhưng mà rất tiếc ở đây thì anh em thấy nè, mình sẽ cắt thử cho anh em xem trước ha. Cắt dây lớn luôn nha. Đó, rất là ngọt ha. Nhưng mà anh em xem phần giữa thì nó hơi bị lỗi tí nha. Đó. Nhìn thấy chị Mary ha. Đó, nó có hai cái lỗ đây nha. Đó. Thì đó là phần lỗ của cái này nha. Đó. Thì anh em xem ha, cái size rất là lớn luôn. Hàng đều là hàng có tên tuổi hết á, giá thì rất là mềm đó. Nên anh em sẽ đưa ra cái sự lựa chọn cho mình nha. Ok, rồi tới bộ số 3. Bộ số 3 thì 280.000 ha. Bộ số 3 thì nó nhỏ gọn thôi, nhưng mà nó về cái độ chuẩn của nó thì nó chuẩn hơn so với bộ 1 ha. Nó tới 4 cây nha. Đó. Rồi, giới thiệu nó về kinh điển ha. Cây này thì còn rất ok, TTC nha. Phân khúc này thì nó để chữ Peak ở đây ha, hàng chất lượng cao. À, cái phần này thì anh em đánh rất là dễ nha, phần này anh em đánh rất dễ ha, nó còn nguyên cái nước sơn màu hơi đen đen của cái cây này luôn ha. Bên này có chữ luôn nè, tết dây cho anh em nha, rất là bén luôn ha. Rồi cây kèm của Kyoto Tun nha. Cái này thì do cái phần cắt nó nhỏ hơn cái tiết diện này ha. Thử hai dây này nha. Rồi, rất là ngọt ha. Hàng Kyoto Tun mà hàng chất lượng cao thì thép nó rất là tốt ha. Ok. Cái mặt thì nó hơi xấu xíu. Chất lượng rất là khá ha. Rồi. Cái cây này thì anh em thấy nha, nguyên rin của nó là nó có cái phần giới hạn cho anh em chỉ cắt được cái dây nó nhỏ như vậy thôi ha. Không cắt được dây lớn nha nè. Đó ha. Kèm nhỏ thì anh em dùng cắt cái dây nhỏ thì nó cho nó bền ha. Bén rồi nha. Cây nhỏ này cũng vậy ha. Cây nhỏ này cây của Mary luôn nha. Cây này của Mary nha. Có một lỗ tuốt ha. Rồi cắt thử ha. Này chắc chắn là ngọt rồi. Ok. Rồi, bộ số 3 258 nha anh em. Đây là bộ số 4 ha. Bộ số 4 thì 250 nha. Anh em thấy bộ số 3 258 rồi ha, bộ số 4 nha. Thì ở đây 3 cây Fujiya luôn ha, size rất là lớn nhưng mà giá thì nó thấp so với cái hãng này ha. Ok. Thì anh em vui lòng xem kỹ ha. Bộ số 4 nha. Thì cái kem nhọn này của Fujiya nó chỉ bị tiếc xíu là nó bị mất cái vỏ bọc tí xíu dưới này thôi ha, còn dùng thì ok.
Răng thậm chí còn rất là mới luôn ha. Mếp cắt thử ha. Răng thì rất là mới luôn. Hàng này hàng dít luôn nha. Hàng rất là ổn ha. Đó, điểm yếu nha. Một ha. Đây, cái cây kiềm cắt này sao rất lớn nha, 16.5 nha. À, bên đây cái vỏ hơi xấu tí này nó sử dụng thì không sao ha. Cắt thử dây lớn thử ha. Cực kỳ ngọt luôn ha. Rồi. Và một cây kềm này là kềm điện nha. À, cái mặt thì nó hơi xấu ha, nhưng mà cái mặt này thì làm bóng rất là dễ ha. Với lại đặc biệt là phần nhựa nè, không lỗi lầm luôn, cực mới luôn ha. Mặt phía sau cũng rất là mới nha. Phần này giống như nó bị áp xuống, nó để bị ngâm nước lâu ha. Rồi, mình sẽ test thử cái phần răng thằng mép như thế nào ha. Răng thì cũng còn rất là ok luôn. Răng cái này rất mới luôn ha. Đó, mình nghĩ nếu mà một cái kềm, nếu mà chơi lỗ tuốt thì nên làm phía cao cao trên này ha. Nếu mà làm ở giữa thì nó cũng không được hay lắm ha. Cái này nó làm trên cao nè. Đó. Cho nên cái diện cắt nó lớn, anh em vẫn có thể cắt cái dây lớn như vậy được ha. Cực kỳ bén luôn nha. Đó, và thậm chí là có một cái chỗ bấm cốt luôn ha. Ok. Có bấm cốt luôn nha, rất là tiện lợi cho nên làm điện ha. Một cái kềm này mà tới 3-4 chức năng, kẹp, tuốt, cắt, bấm cốt luôn ha, rất là tuyệt vời ha. Chỉ bị xấu chút xíu này thôi ha. Cho nên 250 thì gần như là cây này nó gắn cho hai cái kia rồi ha. Ok. Đây, số 4 nha nè. 250.000 ha. Rất là ok. Đây bộ số 5. 280.000 nha. Đây, mình sẽ giới thiệu ha. Cây kềm nhọn này form khá là độc ha.